Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cái kênh video chia sẻ các thông tin về cây thuốc. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu các bạn về cây láng đại tướng quân. Cây này là cây phong thủy. Cây láng đại tướng quân thì có hình dáng bề thế uy nghi, sang trọng với cái bộ lá xanh óng và đầy sức sống. Ngoài cái vẻ đẹp của láng đại tướng quân còn có một số các đặc điểm phong thủy ít người biết. Cây láng đại tướng quân hay còn gọi là cây lá náng, cây tỏi voi, cây náng trụ hay là cây đại tướng quân. Tên khoa học là Carinum asiaticum. Cây tân thảo cao chừng 1 mét. Ở đường kính thân có thể từ 5 đến 10 cm. Cây phân bố từ Ấn Độ, Malaysia về vùng Đông Dương. Ở nước ta thì cây thường mọc hoang dại ở quanh bờ sông suối, thường trồng làm cảnh. Có tên đại tướng quân có lẽ là vì cây to và khỏe. Và việc khi cây ra hoa thì chùm hoa trông hệt như là cái gươm, giống như là đại tướng cầm gươm. Và cũng chính vì lý do đó là cây có cái công dụng trong phong thủy. Cây náng đại tướng quân có vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy sức sống, cho nên được ưa chuộng trồng trong trang trí. Trong phong thủy, cây náng đại tướng quân thường được trồng trước cửa nhà hoặc là ở giữa nhà và có tác dụng chấn đất. Tức là những cái nơi mà cái phong thủy nó bị lỗi, phong thủy nó bị hạn chế, như thể là đường đâm trực diện vào nhà chẳng hạn, hay là ngõ cụt, thì cái cây này có tác dụng là chấn cái đất, làm cho cái đất đó là nó tịnh hơn. Đây là cách mà người ta sử dụng cây của tiểu sảnh để chấn những cái đất mà nó xấu, lỗi về mặt phong thủy ấy. Thì các bạn có thể tham khảo. Thì thực tế thì là cái đất lỗi phong thủy thì có nhiều cách. Thường thì sử dụng chứ trồng vài cây thì nó hợp lý hơn. Và cái cây láng hóa trắng này hay là láng đại tướng quân này thì được sử dụng để chấn phong thủy như thế. Nó to và nó khỏe, gọi là đại tướng quân, cũng như là nó chấn hiểm được những nơi quan trọng xung yếu. Tác dụng chấn đất các bạn nhé. Khi nở hoa thì cây sẽ mang lại niềm vui và may mắn cho chủ nhà. Cây thường được trồng trong chậu, được trưng ở lối ra vào, hiên nhà, sân vườn, ở khách sạn, ở nhà hàng để tạo một không gian xanh tươi mát. Hoa thường màu trắng và có hương thơm lan tỏa, có lá màu xanh mượt quanh năm. Còn được trồng ở ven các vườn hoa, hồ nước, trồng ở viền để ngăn cách không gian và tạo cái tác dụng trang trí rất là hiệu quả. Cây đại tướng quân còn được trồng và kết hợp một số các loại cây khác trong tiểu sảnh để trồng, hoặc có thể trồng đơn độc trong chậu để tạo thảm thực vật xanh đẹp trong nhà. Ngoài công dụng trang trí thì cây láng đại quân còn là một vị thuốc đông y. Các bộ phận từ thân, rễ, lá, hoa thu hái quanh năm, phơi khô để sử dụng làm vị thuốc. Toàn thân đặc biệt chứa các chất như licorice có tính vị mát, vị cay, hơi có độc, chữa các bệnh về răng, đau họng, viêm da, có mủ, chữa rắn cắn, mụn nhọt, thông huyết, giảm đau, tiêu sưng và tán ứ. Khi đau tai, người ta thường dùng nước ép củ này và nhỏ vào tai. Khi buồn nôn mà không cho ra được, người ta giã nát lá náng, vắt lấy nước và hòa với chút đường, uống một chút, khi đó sẽ cảm thấy dễ chịu và có thể nôn ra được. Rễ cây láng chứa vitamin, alkaloid, hexin, các hợp chất có mùi hôi như là tỏi, nên có vị nóng, vị đắng, hôi và có khả năng giải độc, tán hàn, tiêu phong, tiêu sưng, làm nôn mửa và làm toát mồ hôi. Hạt thì có chứa các chất giúp điều kinh, lợi tiểu và các tác dụng tẩy. Củ thì có vị đắng, có tác dụng long đờm, nhuận tràng. Các tác dụng khác của cây láng đại tướng quân như là chữa đau chân, chân tay sưng, không có lở loét thì giã láng tươi, đắp thêm rượu, nướng nóng, rồi băng bó lại chỗ sưng, chữa đau lưng bằng cách rang lá náng với muối cho nóng rồi gói thành gói nằm lưng lên 2 đến 3 ngày sẽ giảm. Cách trồng quân thì cây láng đại tướng quân thì rất khỏe, dễ trồng, dễ chăm sóc và chịu hạn được khá là tốt. Đây là cây ưa nắng hoàn toàn, những quốc thẩm sống dưới môi trường bóng râm, bán phần sống dưới bóng cây một chút, tuy nhiên là lá sẽ không đẹp, lá rớt hơn, không màu xanh. Nhiệt độ thì cây nhiệt độ lớn, chịu nhiệt độ nóng và độ lạnh, cho nên trồng miền Bắc rất thích hợp. Cái độ ẩm, cây ưa ẩm mức độ trung bình. Đất trồng cây láng thì thường không kén đất,
có thể trồng các loại đất mùn, đất sét, đất cát. Tuy nhiên, trồng cây tốt nhất của cây láng là đất kiềm nhẹ, trung tính hoặc có thể là acid. Khi còn đất kiềm quá thì cây sẽ không sống được. Khi còn giai đoạn đầu sinh trưởng đại cần cung cấp đầy đủ nước tưới. Nhưng khi trưởng thành thì nó có thể chịu hạn rất là tốt. Vì thế, cây được trồng trên đất không cần tưới nước nhiều. Trong chậu thì tưới nước mức độ vừa phải. Đừng để khô hạn quá dài quá, cây sẽ héo. Cái bón phân thì nhu cầu dinh dưỡng của cây không lớn. Khi trồng trong chậu thì bón trước, bón lót, sau đó thì không cần bón thêm. Về sâu bệnh thường gặp thì cây rất khỏe, ít sâu bệnh, chịu được điều kiện khắc nghiệt, cho nên là gần như là không phải sử dụng xử lý các trường hợp sâu bệnh. Khi nhân giống thì có thể nhân giống bằng củ, bằng hạt, thường thì là bằng củ tách nhánh giống như hành tỏi. Ngoài ra cũng có một cây khác gọi là đại tướng quân và được trồng làm cảnh, đó là cây Crinum amimin thuộc họ thủy tiên Amaryllisace. Cây này thì xuất xứ ở châu Mỹ và được du nhập vào Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Hoa là màu đỏ nhé, và tía nó cũng giống cây láng hoa trắng ở Việt Nam. Thân to, hình trụ, thân tròn, sống lâu năm, lá màu xanh quanh năm, chiều cao có thể từ 50, củ nằm dưới đất, lá láng hình gươm, thân dài, dày, nhọn đầu, sắc xanh, trơn bóng mượt, lá láng xếp tỏa tròn đều xung quanh tâm, gần lá song song. Lá láng tướng quân có cụm hoa từ 20 đến 30 bông, hình dáng như một chiếc gươm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của chúng tôi.